Supersướng.vn có những cơ hội quay quà tặng trúng 10.000 con huy, và đặc biệt rằng các bạn sẽ có quay vòng trúng skin SSS, và đặc biệt rằng các bạn sẽ được x200% khi các bạn nạp thẻ vào, và nick được giảm giá 50%. Còn chần chừ gì nữa và không vào shop Supersướng.vn để mua sắm nào. Chaizo, chào mừng các bạn đã quay lại với channel của chúng ta. Và ngày hôm nay mình sẽ nói đến một vị tướng gát các bạn nhé. Và chúng ta tạm thời quên đi những cái vị tướng đi mid và gọi là hỗ trợ 2 đi, mà chúng ta sẽ quay về đúng cái đường của nó là đi mid. Chúng ta sẽ cầm vị tướng rát các bạn nhé, một vị tướng sát thủ và đối đầu với Tulen. Để mà nói keo đầu rát và Tulen thì chỉ cần các bạn ngang trinh thôi, chứ các bạn sẽ ăn được Tulen rất là ngon lành với bộ combo sát thương, gọi là giết Tulen trong một nốt nhạc các bạn nhé. Để mà nói thì bộ combo rát nó nhìn hơn Tulen một chút. Đấy, một chút các bạn nhé, nhìn hơn một chút thôi. Cho nên để keo chúng ta đi đường thì keo hoàn toàn ok. Và đã là sát thủ thì chúng ta sẽ cùng đi gánh và đi roam các bạn nhá. Và đây thằng Zuka đâu rồi? Zuka không ra. À đây con hang này chứ các bạn. Con hang ngon lành như các bạn ấy, HG gì đấy. Rồi một mạng đấy các bạn nhá. Vừa rồi thì mình triển khai một phá combo chưa một tốc biến các bạn nhá. Nó rất là easy thôi. Và clip này là một clip đi rank đơn đôi 6x sao, và một cái rank chiến tướng, nói chung là để mà nói là một trận đấu rất là hay rồi. Thì mình mong các bạn hãy chú tâm về cách mình đi gánh combo, và đặc biệt là combat rát ở trên những cái rank này thì mình sẽ chơi như nào. Và mình khẳng định nếu các bạn xem từ đầu đến cuối thì các bạn sẽ có một số kinh nghiệm nhất định khi tất cả các bạn chơi vị tướng rát ở mùa này. Và chúng ta tại vì sao các bạn này, anh ấy em meta này rát làm gì chế được, các em nhầm rồi. Bởi vì chúng ta đi rank đơn đôi, không phải đấu dài chuyên nghiệp, không phải đánh rank 5 năm, cho nên rát nó vẫn còn một cái lợi thế nhất định thôi đấy. Rồi đấy sẽ là một phá combat đơn lẻ đầu tiên. Ba mình sẽ chỉ là cầu rìa thôi đấy, không làm gì cả. Thằng Tulen nó level 3, mình level 3 cho mình level 4 thôi đấy, chỉ là một cái phá phản gánh gọi là thủ thôi, mình chỉ đá thủ thôi chứ không thể nào lao lên được. Và các bạn hãy nhớ rằng rát là một vị tướng, nó gọi là sát thủ pháp sư, nó là bộ combo của nó là hầu như ngoài tiêu hai ra thì nó sẽ là vị tướng lao lên. Mà lao lên thì như nào ạ? Thì bất kể những các vị tướng sát thủ khác bắt buộc các bạn phải giết được người thì các bạn mới lao vào, mà giết được người ở rát ở đấy ấy, thì nó có được hồi combo đâu, mà đã lao vào thì rát nó có chẹt đâu. Thì bắt buộc các bạn lao vào giết được và phải lợi thế thì các bạn mới giết. Nôm na như nào, ví dụ cái mảng của các bạn đổi cái thằng xạ thủ chủ lực cuối game, ok các bạn hãy lao vào đổi. Nếu cái bộ combo các bạn lao vào các bạn giết được hai mảng, ok các bạn đổi. Đấy, như thế các bạn mới đổi, chứ không bao giờ đổi một cái mảng sơ pê mà đổi lấy cái mảng của mình đâu các bạn nhá. Cho nên các bạn hãy cân nhắc combo của rat bay vào là phải giết được mảng, mà phải có cái lợi thế lời hơn thì chúng ta mới vào. Còn không thì các bạn hãy nhìn cách mình này, đấy đứng ngoài mình sút thôi. Đây, cái đứng ngoài sút rồi còn bó hồi thì làm gì, thì bay vào thôi các bạn. Cảm giác không phải đâu, không phải mình cười đâu, mà cảm giác cái thằng bé rét nó hết chiếu không chảy được, nó bị nhốt trong ở cái lông. Mình đứng ngoài mình sút thì nó không giảm ra các bạn ạ, mình cứ sút như vậy thôi, nó làm gì giảm ra đâu, ra thì mình đấm nó chết xong đầu đấy các bạn thấy chưa. Có con bó vắt mình bay vào mình kết liễu nó luôn. Đấy là cái cách kiểu các bạn thấy không? Mình kiểu combat rất là tư tốn. Đấy, ở rank cao đây là như vậy các bạn. Rank cao này chúng ta combat tư tốn thôi, các bạn đừng vô vập, giống như kiểu giống như là các bạn phải hiểu rank cao giống như là một cái cô em 17 18 tuổi các bạn. Kiểu không thích vô vập, không thích vô vập ở những cái rank dưới đâu. Đấy, rank dưới các bạn vô vập, các bạn lao vào các bạn. Chứ gì các bạn những cái rank này các bạn phải có những bước từ từ đơn giản đấy. Đầu tiên chúng ta phải làm gì? Đấy, để chúng ta chinh phục con em kiểu ngon lành chúng ta phải từ từ đúng không anh em? Chứ cứ vô va vô vập như các anh như thế như vậy thì còn gì nữa. Đây, rồi cái pha này, cái thằng ai da này mình ghét nó lắm anh em ạ. Rồi, đây cái pha này không được rồi, không dùng chiêu ba được rồi. Đấy. Các bạn biết lý do vì sao cái pha vừa rồi mình không combo chiêu ba lại được Tulen không? Các bạn biết lý do vì sao? Khả năng mình sẽ bị sốc ngược sát thương đấy. Bởi vì thằng ai da nó chưa nhập vào thằng ấy, búp cả giáp, cho nên là mình sẽ đây cái pha này các bạn này chưa một tốc biến này. Đây. Phá này rồi. Rồi, quá đẹp. Ô, trời ơi. Tất cả đều đẹp trừ cái cú sút các bạn ạ. Rồi, cái pha này mình căn sát thương đẹp như vậy rồi. Sút trúng lên chết các bạn ạ. Đấy. Các bạn thì cơ lao căn sát thương chuẩn nhá, nhưng mồi tồi là chiêu hai không đủ cơ lao thôi. Rất đen các bạn nhá. Chỉ gần sút trúng là có hàng cái pha đấy. Mất cả tốc biến, cuối cùng là mất tốc biến, mất combo chả được cái gì. Đâu có sao không bật đi gì hết. Đấy. Thì hy vọng tất cả các bạn
hãy nhìn cách Cương Lao combo để anh em chơi thật tốt các bạn nhé. Đó là mình rất là bình tĩnh, mình cũng vô vập đó các bạn. Cho nên là lý do các bạn xem clip em thấy anh Cương Lao chơi dễ vậy, nhưng mà trong cái dễ để mà đạt được cái tư tổ này đấy, ôi xin để mà đạt đấy các bạn nhé, không quan trọng cái bước vào đâu các bạn như nào nhé, quan trọng là cách kết thúc, cách kết thúc như nào nó mới là quan trọng đấy. Combo mình xịt hết nhưng mà sút phát cuối trúng đấy, giống như cái pha vừa rồi các bạn thấy không, mình combo chứa một tốc biến rồi lên chứa ba các thứ đi tính trúng tú lén, cuối cùng kết thúc không ăn thua, cuối cùng vẫn là không điểm đấy. Những cái pha vừa rồi mình đấy combo xịt, những cái kết thúc mình lại vẫn được tính 10 điểm đấy anh em đấy, quan trọng là cách kết thúc anh em nhé, đấy rất là ok luôn. Rồi, từ từ bình tĩnh các bạn nhé. Đấy, để mà đạt được cái bình tĩnh ở trong cái clip của Cương Lao này là đòi hỏi phải chơi bao nhiêu lâu rồi. Đấy, chứ các bạn nhìn nhìn cái kiểu anh Cương chơi dễ bỏ sư đi được, em chơi được. Đấy, nhưng mà thực sự để đạt được rất lâu lắm các bạn ạ. Đạt được cái cảm giác mà các bạn làm chủ được cái thế trận combat đó nó khó lắm, không dễ đâu. Không phải ngay một ngay hai đó các bạn ạ, phải luyện tập đấy. Đấy, rồi. Để mình xem nào, có pha combat đang được thì các bạn hãy chú ý. Hy vọng các bạn hãy chú ý giúp mình vào những cái pha combat Cương Lao làm gì. Các bạn sẽ phân tích suy nghĩ, tại sao cái pha này anh Cương Lao lại không dùng chiêu 3 nhỉ? Đấy, rồi các bạn sẽ nghĩ là cái pha này ví dụ chiêu 3 thì sẽ không được. Hoặc là tại sao cái pha này anh Cương Lao lại dùng chiêu 3 nhỉ? Ừ, thì các bạn sẽ phân tích như vậy. Chẳng hạn cái pha này các bạn hãy nhìn này, hãy nhìn mình này. Đấy, từ từ, đấy, sút thằng nào. Rồi, trong bùi đâu rồi? Rồi, không có, ấy ra rồi các bạn này. Đấy, các bạn hãy xem nhá, thằng này chết rồi. Bạch. Đấy, có con hàng rồi, tiếp tục nhá. Các bạn hãy nhìn cách này. Này, tại sao cái pha này anh Cương lại dùng chiêu 3 túc biển nhì? Đấy, các bạn hãy nhìn này rồi. Đấy, anh nhắm thấy nhá, đấy. Đấy, ôi. Trời ơi. Cái thằng Tulen này nó nhốn cho mình 2 lần rồi anh em ạ. 2 lần rồi. Thôi cái pha này thì các bạn không cần phải tại sao đâu các bạn nhá. Các bạn không cần phải đặt tại sao đâu. Cái pha này thì coi như là quá đi. Coi như là không cần thiết. Rồi, chúng ta sẽ đặt câu hỏi tại sao những cái pha sau. Đấy, tại sao anh Cương vừa xuất hiện lại có thêm một mạng? Bởi vì chiêu 2 sút hay như vậy nhu các bạn. Sút phát nào là kết liễu phát để thằng Zuka mình thấy đâu, tao thấy trong bùi rồi. Gớm. Làm như kiểu là không thấy đâu. Tao sút thôi, trời ơi, sút một cái mà công được hơn nửa cái máu. Đấy. Khi các bạn xem clip Cương Lao các bạn phải đặt câu hỏi tại sao anh Cương Lao lại sút cái pha này hay như vậy? Đấy, tại sao anh Cương Lao lại combo chiêu 1 chiêu 3 túc biển mượt như vậy? Đấy, phải đặt tại sao đấy, cái pha này từ chiêu 2 trước. Sút đúng một phát tông nền mít rồi, chết. Đấy, dồn đi luôn. Ui trời, chiêu 1 tay xịt á. Trời, cái pha này do cái thằng ấy giá nó búp tốc độ thôi. Cái pha này không sao. Miền sao là ôi. SP mình chết ngược anh em ạ. Cái thằng Zuka này có tao ở đấy mà mình dầm lão à. Đấy. Cái gì để Venet tàu sồn với dư như lão thật đấy. Cho nên là các bạn thấy chưa? Rất là bình tĩnh và bình thản. Đấy là cái rank các bạn nhìn. 77. Đánh nhau từ đầu đến cuối vẫn cứ 77. Bởi vì kỹ năng cá nhân của mỗi người đều cao rồi. Hoặc là các bạn dạo gần đây có nhiều người cứ xem. Ngày xưa em xem clip của anh Cương Lao em thấy toàn ăn 20 mảng, 17 mảng. Đó là cái rank cao thủ thấp sao em ạ. Bây giờ kỹ năng tím địch rất là tốt. Đây là trong những cái trận đấu nó rất là thực tế. Mình nói thật, các bạn mới xem những trận đấu mình làm mới đấy, các bạn học được rất nhiều kinh nghiệm. Bởi vì nhìn được những cái kỹ năng của tím địch, người ta đánh rất từ tốn và ai cũng có kỹ năng cá nhân hết. Cho nên là để mà nói là vượt trội là mình không có vượt trội đâu. Mình chỉ có đúc kết kinh nghiệm thôi. Để giúp Cương Lao chỉ có kinh nghiệm nhá. Nếu bây giờ mà các bạn mà nghỉ Cương Lao chứ hay là không có mà nặng. Nhưng mà mình có kinh nghiệm. Bởi vì xuyên suốt bao nhiêu mua rồi, mình đã bị thất bại hoặc bị ăn hành rất là nhiều rồi. Mình biết được rất nhiều kinh nghiệm, cho nên ở đây mình chia sẻ nhé. Đây, các bạn nhìn thấy này. Khi combat thì mình luôn luôn sút poke, rát mình sẽ poke chiêu 2. Ôi, mày thồn của chiêu 1, cái gì mà đau thế? Rồi xong combat phéo rồi, thôi chim cút, chạy đi. Ai dư màng đấy đi, nhá, không quen nhau mà nhá. Cầm dư đi, cái gì đừng nói là băng chủ. Trời, cái thằng Bennett này, tẩu sút bị chết luôn. Như cái thằng Bennett vỡ vẩn này, đấy. Lão thật đấy các bạn, chứ gì mà bị nền một phát mà con hứ con được một tí tiểu tiểu máu thì mình nhìn cái pha combat là kiểu cảm giác lú mơ anh em ạ, cảm giác mơ mịt ở phía trước lắm, cho nên là phải chiếm cút thật nhanh các bạn nhá. Đấy rồi, bây giờ thì team địch nó có cái lợi thế cảm giác như trận đấu này thì không biết là như nào. Tôi hy vọng sẽ có một pha combat đi, hai team combat đi, thì mình sẽ vận dụng cái kinh nghiệm của Cương Lao thì mình sẽ cho anh em biết combat nó như thế nào là lề đổ các bạn nhá. Được rồi, team địch dám khinh thương Cương Lao đúng không? Không chịu thua à? Được. Vậy thì phải chờ một pha combat. Vậy thì combat thì Cương Lao sẽ làm gì? Anh em hãy tập trung và lắng nghe xem Cương Lao sẽ làm gì trong combat các bạn nhá. Đấy rồi, thằng Caffini, đấy rồi, combo lao lên. Một em, tiếp tục.
khi hết chiêu thức rồi thì các bạn lại team địch lao lên này. Đây đây các bạn thấy chưa, team địch lao lên. Vậy thì làm gì ạ? Các bạn nhìn cách này, đứng xa sút chiêu 2 thôi. Đấy lui xa này. Đây 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 sút chiêu 2 tiếp, bạch thêm mạng. Đấy, không vội vàng mà lao lên, bình tĩnh. Đấy, cứ bình tĩnh thôi thằng Zuka. À, thằng Zuka Zuka Zuka. Thôi chết rồi. Đấy, các bạn thấy chưa? Các bạn thấy chưa? Rất đơn giản các bạn. Đấy, kinh nghiệm, tất cả là kinh nghiệm đó các bạn ạ. Đấy, cứ chơi rát hết chiếu cứ đứng ngoài mình sút thôi. Còn hiểu quá ấy, không phải tùy thuộc các bạn nhá. Cho nên là anh với em cũng chơi giống như anh, nhưng mà em có sút của trùng đâu. Quan trọng các bạn phải sút chiêu hai trùng mới có sắp thương. Chứ dư các bạn đòi hỏi các bạn giữ cái khoảng cách thôi, mà các bạn sút các bạn trật thì các bạn đòi hỏi cái gì? Các bạn đòi hỏi cái gì ở con rát khi hết chiêu? Chẳng lẽ các bạn lại các bạn đấm cháy các bạn? Chẳng lẽ các bạn lại các bạn cầm cái nắm đấm các bạn đấm cháy, các bạn đấm các bạn không trượt cái phát nào luôn chứ? Cho nên các bạn đừng đặt cho mình những cái câu hỏi như vậy, mình rất là khó trả lời. Bởi vì khi các bạn hết chiêu thức, các bạn đứng ngoài các bạn sút tầm 3 phát trật thôi thì combat để các bạn phải về thật nhanh nhá. Đấy, các bạn về thật nhanh chứ không cần quay là đấm các bạn không trượt phát nào đấy. Ủa, cái gì đấy? Này, cái gì để Zuka? Đau không? Đau chưa? Đấy, chạy luôn các bạn, chỉ cần sút như vậy thôi. Đấy, chỉ cần sút 2 phát thì mình đã đẩy lùi được cái đợt tổng tấn công của nó để đòi bắt mình, bắt nó thật bắt mình khó lắm. Kỹ năng cường lao chứ không phải là ai đâu, có phải tâm mơ sướng vơ vẩn đâu các bạn. Có phải tâm mơ sướng ga đâu, mình là cường lao. Đấy, hút tục lao và chơi liên quân. Cho nên là các bạn đừng nghỉ bắt mình vớ vẩn. Thậm chí tính bắt lại các bạn xem nhá. Đây tốc biến con thôi, vẫn con cái combo. Đấy bình tĩnh này các bạn, bình thản chưa. Mình sẽ giết những thằng cô lập trước, bình tĩnh. Đấy thằng Vedet lại cô lập đấy. Đấy đánh những vị tướng cô lập thôi. Con tuyển sau kề nó không quan tâm. Mình loại bỏ hai thằng trong giao tranh rồi. Đấy làm gì à, 2-2 à trời. Sao lại cái pha này là 2-2? Để cái bàn cái láo lên cái tuyển sau làm gì nè. Này các bạn xem này, 4 dế hôi chưa bá này, bình tĩnh con. Còn tốc biến các bạn, cái thằng cafe này bắt ta. Ôi giời ơi, chưa ba tốc biến luôn cái phái này. không chỗ gì các bạn ạ. Đấy. Không biết các bạn này có biết cường lao hay không các bạn. Cái tên MS cường lao nó hiền rõ như vậy vẫn cứ đi bắt mình các bạn ạ. Khổ thế cơ chứ. Đấy. Thì clip này mình, trời ơi, nó chạy mức độ mà quên giới thiệu cái shop của mình luôn anh em ơi. Đấy anh em đang có nhu cầu mua nick, mua ác hay mua cái lúc xúc xích xích cái gì thì các bạn cứ vào shop mưa sương chấm đến hoặc nhắn tin vào số Zalo của mình 0585 48 4 7 các bạn nhé. Đấy, hy vọng các bạn nào còn mua, trời khổ lắm. Chứ các bạn là cái nick nào anh em, từ cái ngày có bách lại, chứ các bạn là cái nick nào nó khổ vậy cơ chứ. Đấy, hy vọng anh em nào mở hàng cho mình này nào. Bạn nào mở hàng mình ở nào toàn là hỏi đi nhiều nhưng mà không mua anh em mà khổ thế cơ chứ. Cho nên là hy vọng anh em nào có những cái đoạn này rồi ấy thì anh em ủng hộ cho mình cái nick từ 100-200 nghìn được, gọi cho lục lá chút anh em ạ nhá. Rồi mình nghỉ clip để kết thúc rồi và hẹn gặp các bạn ở clip sau nhá, và tất cả các bạn ấy mai yêu, bye bye.